Trong bài Kinh Trung Bộ 141, Kinh Phân Biệt Sự Thật, tọa Ngài Xá Lợi Phất giảng Thánh Đế về khổ, mục 373. Tại sao già các căn hủy hoại mà các uẩn lại không hủy hoại? Chết các uẩn lại tận diệt, như thế thì tức tái sanh có còn. Vị này gọi là bị hỏng cái kiến thức giáo lý nha, quý vị bị hỏng nha. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi mình già đó, chỉ có cái sắc á, nó bị hủy hoại thôi nha. Còn cái thọ, tưởng, hành, thức thì nó phải chờ cho đến khi mà chết á, thì nó mới bị tận diệt. Cho nên ở đây Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói các căn là Ngài nói về các cái sắc nha. Rồi các cái uẩn tận diệt ở đây đó là đang nói về cái uẩn ở trên cái thân thể này. Đó. Nó giống như là chúng ta để hai, quý vị để hai cái sợi dây, mà hai sợi dây cháy, hai sợi dây cháy, thì một cái sợi này nó nói với sợi kia, mình đốt thì nó sẽ cháy từ từ, nó cháy hết cái sợi này. Sau khi nó cháy hết sợi này nè, thì nó sẽ là cái duyên để cho cái sợi kia bắt đầu nó cháy. Thì như vậy đó, có phải là khi mà cái sợi dây này nè nó diệt hết rồi thì nó sẽ bắt đầu cái sợi dây khác, đúng không? Thì năm cái uẩn này đó, đa năm cái uẩn mà nói trong bài kinh đó, là nói cái uẩn của cái cơ thể hiện tại này nè. Chứ còn mà sau khi mà mình mệnh chung rồi đó, là mình gọi là tái sanh vào kiếp sống mới đó, thì nó không tính. Ngài Xá Lợi Phất Ngài đang nói về cái tấm thân này đó. Cho nên là mình phải nắm cái kiến thức căn bản nha.